losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Cái đèn pin nha các bạn, đèn pin sạc các bạn. Thì hiện nay đèn pin sạc thì cái góc mình không biết là nó bị nguyên nhân như thế nào các bạn. Hiện nay là mình không thấy nó lên nguồn ha. Để mình test nó cho các bạn xem. Đây là cái tắp lưu điện nè các bạn. Các bạn thấy không? Đó, tắp lưu điện. Đây là cái máy đang bị quên. Tắp lưu điện. Để mình cắm thử cho nó có vô nguồn không nhé. Đây các bạn thấy không? Đây nè, khi mình cắm vô thì nó vẫn vô nguồn. Tức là trong trường hợp này nó bị cái gì các bạn biết rồi đó. Nó bị pin. Không, giật ra nó hết pin luôn các bạn. Tức là trong trường hợp này nó bị pin rồi. Mình vẫn đón luôn ngay từ lúc mà mình test được máy liền các bạn. Thế thì bây giờ đó thì mình sẽ tháo ra. Mình xem coi là nó bị pin như thế nào. Đó. Thì mấy cái con mà bị pin các bạn xử lý nó rất là đơn giản các bạn. Xử lý nó đơn giản. Thế thì các bạn chuẩn bị một cái cây ba ke nhỏ các bạn. Để các bạn có thể các bạn tháo cái này ra. Đây có một con ốc thôi các bạn, đơn giản. Nè, tháo cái là các bạn nhắc nó ra được liền được luôn á. À, ở đây là các bạn phải tháo cái mặt đèn pin ra nha. Tháo cái chó đèn pin ra thì các bạn mới lấy nó ra được ha. Đây, đối với một số các bạn nào muốn tự khám phá tự nhà các bạn. Một thời gian các bạn thấy chỗ cái chó này nó bị mờ các bạn. Nó bị đống đống bụi thì các bạn dùng bông gòn các bạn lao nha. Đừng có dùng cái khác lao nha, cái chó này nó là sử dụng các bạn nha. Đó, bây giờ các bạn cứ tháo ra thôi. Sử dụng cái pin này nè các bạn. Pin này các bạn tìm dễ lắm. Pin này nó nằm ở trong cái vật mũi. Một số cây vật mũi nó vẫn có nè các bạn. Rồi để mình xem nó bị sao. Ủa sao nó có một đầu như vậy ta? Rồi trong trường hợp này các bạn, một là các bạn mua cái một cái cục pin khác nha các bạn. Hai, các bạn sử dụng cái sạc pin của laptop đó các bạn. Để mình xem coi cái sạc pin laptop mình bỏ vô khu vực này vừa không nha. Để xem có nó vừa không nha. Ngay tại khu vực này thì theo mình tìm hiểu là các bạn bỏ vừa rồi nè các bạn. Nên tháo này ra. Chạy ra luôn. Rõ là cái vừa không? Vừa kết luôn các bạn. Vừa kết luôn trong trường hợp các bạn bỏ xéo á. Các bạn bỏ xéo là vừa nha. Các bạn bỏ xéo là vừa. Đó. Bỏ xéo là vừa ha. Rồi bây giờ để mình test thử coi. Còn cái cách thứ hai các bạn, cái cách thứ hai thì các bạn, nếu các bạn không dùng sạc pin laptop á thì các bạn sử dụng một số cây vật mũi các bạn nè. Rồi thấy không, các bạn sử dụng một số cây vật mũi không, các bạn sử dụng một số cây vật mũi, các bạn lấy cái pin của nó. Nếu mà cái pin của nó còn sạc tốt, các bạn lấy pin của nó ra các bạn xài ha. Không phải tốn tiền, các bạn mua chi cho nó tốn tiền các bạn. Đó, mình chỉ cho các bạn lấy một số cái các bạn xài thoải mái luôn, không tốn một xu. Những cái nào mà nó hỏng hư thì các bạn lấy ra các bạn thay thôi. Nhưng mà mấy cái sạc pin laptop này thì các bạn phải test lại cái nào chạy được, cái nào bỏ các bạn. Đó. Rồi trước tiên các bạn phải test sạc pin laptop xài được không nhé. Hộp của nó là 3/7 các bạn. Tức là đây là khi mà mình cắm vô là nó còn nè các bạn.
nó lên được một bên máy. Cái này là do là pin này mình để lâu rồi mình không xài á, cho nên nó tụt còn một bên máy. Các bạn muốn xài các bạn phải sạc vô, được chưa? Các bạn phải sạc vô thì tự động nó mới lên lên pin các bạn nha. Đó. Sức cái cộng đồng dây á, đâm ra là nó đâm ra nó không hoạt động được các bạn. Thứ nhất là các bạn vệ sinh cho nó kỹ, các bạn vệ sinh cái này, sau đó các bạn hàn cái cộng dây lại, các bạn test lại đó, được chưa? Cái cộng dây này nó bị hỏng nó sức này các bạn. Trước tiên các bạn phải kiểm tra cái pin, hồi nãy mình tháo ra là mình thấy cái cộng dây nó bị đứt các bạn. Cái cộng dây bị đứt các bạn hàng lại, các bạn xử ra pin thì nãy mình mới đo là thấy nó còn các bạn, nó không phải nổi, nó hỏng đâu rồi. Rồi các bạn sử dụng cái máy hàng á, và sử dụng cái này các bạn hàng lại đúng không, hàng lại test lại kiểm tra xem cái này được chưa. Ủa, cuộn chì 100g chứ, cuộn chì 100g chứ, nhựa thông người ta bán hàng mấy ngàn thôi.
khá rẻ luôn, cực kỳ rẻ, chưa thấy đồ nào rẻ lắm. Chì mà các bạn mà ra chì nó theo mình nghĩ nó rất nhiều loại các bạn. Thế các bạn thấy mấy cái loại mà dùng đơn giản gia đình ở nhà thì các bạn sử dụng chì thường thì các bạn không cần chì mắc mất tiền các bạn. Có nhiều chỗ nó bán một cái cuộn chì có chút xíu nó bán mắc cực kỳ luôn các bạn. Cuộn chì có mấy gram thôi nó bán 12 ngàn. Thông cái nhựa thông này nó mục đích đó là tăng khả năng kết dính nha các bạn nha. Nhựa thông mục đích là tăng khả năng kết dính nha. Dính này rồi, không? Nó dính, nó dính. Nè, nó dính luôn rồi. Nè, dính xuống có ra không? Nè, vượt bỏ. Cái này
xíu. Có cái vũa khoét một sàn tay. Nếu các bạn không có cái vũa nha, các bạn có tờ giấy nhám thì các bạn chơi tờ giấy nhám thôi. Dính này các bạn, để xíu mình làm video cho mình tua làm cho nó nhanh. Xong rồi các bạn, cái cục viên hải mình hàn được xong rồi đó, thì bắt đầu tiến hành mình lắp mặt vô các bạn, bắt con ốc lắp mặt vô, rồi sau đó các bạn dùng cái này các bạn test lại nha các bạn, đây mình cắm điện cho các bạn xem nè, sạc nha các bạn, đang sạc nè, đó, bây giờ mình rút ra mình bật lên các bạn xem nha, đó, các bạn thấy không, đó nó có điện hay các bạn, đó tức là hiện nay là mình xác định là cái này nó bị xuất dây các bạn, xuất dây mình nghĩ nó vẫn còn ok, các bạn sạc là ok rồi các bạn. Rồi sau khi các bạn lắp vô rồi, các bạn dùng cái bông gòn các bạn quỳ xịt cái lại lòng này nha các bạn, đó quỳ xịt cái lòng này và cho nó sáng sủa cái chó đèn lên các bạn, nhớ vệ sinh lại cho cái chó đèn nó sáng. Các bạn sử dụng khô thôi vậy, lau khô nha, không có lau ướt nha các bạn, đó cái chó này nó sẽ bị hỏng nha các bạn. Thứ hai là các bạn không sử dụng cái tay của mình vô. Nếu các bạn sử dụng cái tay của mình vô thì nó sẽ có cái dấu vân tay trong đó các bạn. Đó. Rồi các bạn thấy là đang ngò luôn rồi. Đang ngò luôn. Rồi các bạn tiến hành vô lắp cái này vô. Chỗ này thì chỗ này cái kính rồi các bạn dùng một đoạn vào nha. Chỗ này bằng nhựa các bạn dùng một đoạn. Đúng nước đó. Các bạn nào. Ta xong. Rồi,
Rồi các bạn thấy nè, không các bạn, điện nó vô các bạn, để mình sạc chút xíu cho các bạn xem, cắm điện sạc chút xíu cho nó vô điện rồi bật lên cho các bạn xem nha. Rồi đó, các bạn thấy kênh hay các bạn nhớ ủng hộ mình nha, nhấn cho một cái like, cái subscribe và cái chia sẻ cho những người cùng biết khác nha các bạn. Thì đối với những cái việc mà em được hoạt động và fading fast, I just wanna make it last, try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headaches stack, restlessness to hell and back, what's my purpose, what do I grab, a slippery surface, a heart attack, and sometimes you just gotta believe, there's something that'll give you relief.